dù mấy năm qua rồi mà anh vẫn còn nhớ dân mình xa rồi bao nhiêu.
bộn bề từ trước tới sau. Em đã chuẩn bị xong khi ông mặt trời còn xa ngô. Ta răng đó ăn chân cho dòng giữa trái. Thôi hãy tạm ngừng để anh lao gió khô. Con thơ sẽ biểu cảnh mồ côi, sợ cảnh gà trong nuôi con chẳng chiêu không có mẹ, sợ cô đơn trong phòng the vắng lặng, sợ lối đi về xa hai kia. Nhưng mà có tránh được đâu, số trời đã định mình không đi chung. Chẳng ơi con mình giờ em khôn lớn, chúng không biết thế nào là